Người đàn ông này đã làm một công việc mà không phải người bình thường nào cũng dám làm. Anh ta đã đúc một lúc 5 xếp kỵ và mạnh miệng tuyên bố rằng kỵ binh anh làm chùm. Chơi kỵ thì phải quấy mạnh lên, ai sợ thì đi về. Phong cách. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Rock KPI. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chuyên mục Review Account. Tài khoản lên TV sẽ là một nhân chứng sống cho việc không có gì là không thể. Chỉ cần bạn có một tâm hồn đẹp, dám nghĩ dám làm và một chút tiền. Cụ thể là bao nhiêu thì hãy xem hết video mình sẽ tiết lộ nha. Tài khoản lên sóng ngày hôm nay là DNT VIP. Và chúng ta chỉ cần nhìn thấy chữ VIP là đã thấy là không phải người bình thường rồi, đúng không anh em? Chưa kể là tài khoản này đang là người có quyền lực nhất vương quốc, tức là vua. Tài nguyên bên ngoài cũng khá phong phú với 15 tỷ, kèm theo đó là 78.000 game và 2 triệu pha lê. Bên phải màn hình thì chúng ta có thể thấy ba đạo quân ngoài đồng là Hoắc Khứ Bệnh, Gia Cát Lượng, thì không lẫn đi đâu được. Đây chắc chắn là đang kéo man rồi. Về thông tin cơ bản, sức mạnh hiện tại đang khá khiêm tốn so với tiêu chuẩn của một bot. Chắc là bot đánh KVK hăng quá nên là còn bao nhiêu đây. Đợi đua thiên đỉnh lại bung lụa sau. Điểm tiêu diệt thì hiện tại đang là 6 tỷ 5. Có được 2 lần giành hồng đồ và win 50 lần trước dương thần Osiris. Thông tin thêm thì tài khoản này đã từng đạt mốc tối đa sức mạnh là 157 triệu. Theo một lẽ thường tình thì bot đã hy sinh rất nhiều lính ở KVK này và đúng thế thật anh em ạ. Chết hẳn gần 11 triệu lính. Thế này thì mình phải thêm bot vào danh sách những người mà mình luôn tin tưởng nhất mới được. Xem qua bảng xếp hạng kill point thì không chỉ riêng bot mà các anh em trụ cột khác ở Vương quốc 2899 cũng chết khá nhiều ở cuộc chiến zone 5 này. Tiếp theo là các chủ đề thành phố, bot đang sử dụng nhà chiến ý Hoa Sen. Nhà này thì được anh em kỵ binh truy lùng rất gắt gao bởi vẻ đẹp cũng như là thuộc tính tăng máu xịn sò của nó. Ngay sau đó là một chủ đề thành phố khác dành cho kỵ binh, đó là tu viện Mech, cũng giúp kỵ binh tăng thêm 10% máu. Và sau đó là không có sau đó nữa. Bot là người chơi chung thủy với kỵ binh, dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Tài khoản này thì tất nhiên là đang ở VIP 18 và đã online được 1576 ngày. Về phần tài nguyên túi đồ thì bot đang sở hữu rất nhiều tài nguyên, có thể kể đến là 280.000 xu một giải và 1 xu trinh phạt. Game và VIP cũng khá dư giả. Riêng chỗ tài nguyên kho còn lại thì mình thấy không nhiều lắm. Dương pha lê thì đang có 33 dương để chuẩn bị cho mùa sau. Tăng tốc thì bot còn tương đối ít, luyện lính và chữa lành đều ở ngưỡng báo động, nhưng mà tăng tốc chung thì lại một đẳng cấp khác. Nhưng mà khi thì mình sẽ sử dụng một công cụ có thể nói là phát minh tuyệt vời nhất của nhân loại, đó là máy tính. Chỗ này thì mình tính được đâu đó là gần 11 năm. Đấy là bot còn vừa lụm top 1 pre KVK với lại nhiều cái top 1 20 chọc nữa. Chứ lúc mới lấy cái tài khoản này từ bên mình thì cũng gần 30 năm tăng tốc cơ. Về mục tăng mạnh thì bot đang có rất nhiều buff tăng cường dùng để đánh nhau. Chỗ này thì chắc là dùng thoải mái mấy mùa luôn không hết được. Còn ở ô thiết bị, có một số dương vật liệu chưa mở kéo xuống đập vào mắt chúng ta, đó là 5 cây quyền lực thần thánh. 1 đến 2 cây đã ghê gớm ghiếp lắm rồi, đây hẳn 5 cây. Trong đó có 2 cây đã có talent và một trong 2 cây đó lại có biểu trưng level 4. Quyền lực thôi là chưa đủ, mình sẽ gọi đây là combo tạo nên sự gia trưởng của anh em kỵ binh. Đã gia trưởng là phải ra trưởng mới lo được cho em. 5 cây này trưởng là thấy lực hẳn rồi. Để mà cho một cây có talent với biểu trưng level 5 thì bot dễ như ăn cháo. Bởi vì ta có thể thấy ở đây nếu bot muốn thì bot có thể không rèn một cây mới và dùng bản vẽ đó để áp biểu trưng lên level 5. Nhưng mà không, ở đây chúng tôi không làm như vậy. Ai cũng có phần, mỗi đạo một cây mới gọi là chất chơi người rơi. Nghĩ tới cảnh 5 đạo kỵ chĩa kiếm lên trời triệu hồi siêu thú. Không, ý là triệu hồi sức mạnh đầu châu mặt ngựa thì quả thật là phê pha khó tả. Nhưng chưa dừng lại ở đó, để tránh duyên cùng 5 thanh đại bảo kiếm kia thì ở dưới chúng ta còn 5 chiếc mũ của Thánh Cát Tự Hãn. Tương tự cũng có 2 món talent và 1 món biểu trưng level 4. Chà, khít với nhau một cách lạ thường. Cái này thì chỉ có thể gọi là định mệnh thôi. Theo một nguồn tin đáng tin cậy Chớt Mi Bro ấy, thì tài khoản này đã win liên tiếp 10 KVK. Thế nên mới có nhiều xu mua bản vẽ kinh khủng như vậy. Để mà mua được từng đấy bản vẽ thôi là cũng tốn đâu đó là 40 xu. Nếu mà nổ talent luôn thì có thể ít hơn đôi chút. Lướt tiếp thì không ngoài dự đoán, tiếp tục là 5 cái áo địa ngục, 2 cái có talent và 1 cái có biểu trưng level 4. Không dừng lại ở đó, tiếp theo là 5 cái giày. Lần này thì hơi chật nhìn một chút vì giày mới chỉ biểu trưng level 3. Phải chi mà né số 3 ra thì hay hơn anh em nhỉ. Mọi thứ mà cứ dính vào số 3 là mình cho rằng không mạnh đâu. Để thoát khỏi con số 3 kỳ quái đó, hãy đến với thầy bói bình tĩnh. Thầy sẽ cho bạn một quẻ dẫn tới GPI Team, nơi bạn có thể tìm mấy vô vàn tài khoản Royal Kingdom giá trị, đã thế lại còn uy tín nhất đa vũ trụ. Chi tiết hơn hãy liên hệ mình theo thông tin ở phần đầu kênh nha. Quay lại với kho đồ của bot, sau đó thì chúng ta sẽ thấy một mớ đồ bộ và đồ cung, rồi chuyện gì đến cũng đến. Chúng ta lại bắt gặp 4 cái găng tay Nava, tiếc là không phải 5. Lần này chật nhịp thật rồi, nhưng bù lại thì có một cái găng tay biểu trưng level 5. Phát súng tiếp theo, bên cạnh đó là 5 cái quần, cũng có biểu trưng level 5 luôn, quá xịn sò con bò. Thừa thắng xông lên, chúng ta có combo 6 nhẫn và 6 sừng, một cái dao nữa, trang sức cực kỳ lấp lánh binh chi linh. Điểm lại thì bot đang có 54 món cam và không tính đồ cam farm anh em nhá. Trong đó thì có 23 món đã có talent và số talent ở đây không nói lên vấn đề. Vấn đề là ở lối build đồ cực kỳ dị và có phần hay ho của bot mà mình sẽ phân tích ở phần sau của video.
Xem qua vũ trang thì có một số đá tẩy luyện và rất nhiều minh văn bot chưa dùng đến. Mục khác thì bot đang thủ sẵn một số vé lung linh và có thể nạp bất cứ lúc nào. Hộ chiếu thì bot đang có 7 vé, chọc cam thì còn tận gần 1.400. Như này là đủ mắc cặp tướng bộ mới ra rồi. Mà không biết với tư duy đam mê kỵ binh như này thì bot có sẵn sàng để làm việc này hay không. Đến với điểm nhấn quan trọng nhất của tài khoản này, Hoắc Khứ Bệnh đang là chỉ huy có lực chiến cao nhất với một set đồ 8/8 món talent nhìn rất chất lượng, trong đó có hai trang sức, quần và găng tay biểu trưng level 5, vũ khí áo và mũ biểu trưng level 4, còn giày là biểu trưng level 3. Tóm lại thì theo mình thấy đây là một set không phải thiên hạ vô địch thì cũng thuộc dạng độc cô cầu bại, bởi vì để nâng được talent và biểu trưng tới mức độ này thì tốn không hề ít bản vẽ đâu. Các siêu bot có tiền thì cũng phải xếp hàng đợi KVK thì mới mua được. Vũ trang của Hoắc Khứ Bệnh thì đang có 23% chỉ số cơ bản và đi kèm với đó là 3,3% mọi thiệt hại. Tính ra là cũng gần được 30% chỉ số rồi, vì thiệt hại bằng khoảng độ 2 lần tấn công mà. Minh văn thì chúng ta có thợ săn tăng sát thương kỹ năng, có thù hận thêm nộ khi máu giảm và chống địch. Cái này phần nào chống lại bè lũ sát thương trừng phạt đang bành trướng lãnh địa. Nesky cũng sở hữu một bộ trang bị tương tự với Hoắc Khứ Bệnh, nhưng mà chỉ có 7 món talent. Sừng thì vẫn đang ngọc trinh, nhưng như vậy là quá đủ rồi. Và nếu so với anh em E2P như chúng mình thì set này đúng thật là một điểm ảo ước. Vũ trang thì cũng rất sạch sành đẹp với loanh quanh là 28% chỉ số. Cảnh báo tăng thêm sát thương phản công và gom lửa tăng thêm 4% sát thương kỹ năng nữa, như vậy là quá đẹp rồi. Hạng vũ thì có vẻ là fan Ngọc Trinh lâu năm, nhưng mà ngại nói ra. Nhìn vào sâu bên trong mới nhận ra chứ nhìn vẻ bề ngoài thì khó mà đoán ra được. Dâu dài nhưng mà sống nội tâm anh em ạ. Có vẻ như ba anh em nhà kỵ binh đều có trang bị được đúc từ một lò thì phải. Công thức giống y hệt nhau, đó là hai món đồ KVK cộng với hai món theo set cộng với hai món lẻ và thêm combo sừng nhận nữa. Anh em chuyên kỵ lưu ngay công thức này vào nhá. Học theo bot là chưa bao giờ sai đâu. Tuy Ngọc Trinh và biểu trưng là một thôi, nhưng mà nhìn chung set này vẫn mạnh và rất hiệu quả trong hầu hết các tình huống. Vũ trang thì chính vì có dâu nên bộ vũ trang này hơi dính rau dưa một tí. Có 18% chỉ số đi kèm với combo tăng sát thương kỹ năng, tàn bạo tăng tấn công và lu mờ giảm sát thương kỹ năng hứng chịu. Tiếp theo là Bailey. Bailey thì hơi bị ghẻ lạnh nên không có trang bị, chỉ có vũ trang, cơ mà vũ trang này không tính tiền. Nhìn khá là thập cẩm và cá đuối. Attila cũng tương tự, vũ trang như bát cháo lòng vậy. Cái gì cũng có nhưng mà cái cần lại không có. Ok, vậy đích thị tài khoản này là chuyên kỵ binh rồi, full tất cả tướng kỵ, chỉ dùng tướng kỵ và chỉ dùng chủ đề thành phố của kỵ binh. Cụ tổ kỵ binh hiện lên và nói: thông minh lắm. Sau đó cụ còn nói thêm: mấy đứa bay mà muốn chơi kỵ thì học anh này nghe chưa. Còn không biết học ra sao thì bấm nút like, đăng ký kênh và bấm nút chuông cho kênh GPD. Đây chính là động lực lớn nhất để chúng mình ra nhiều video hay ho và mang tính chuyên sâu về trò chơi này hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem qua một số tướng lãnh đạo. Bố còn hướng nghiệp cho Chai Gian bỏ gấu sang cưỡi ngựa bằng cách lắp nguyên một set kỵ binh như trên vào người. Chai Gian khoác set này vào như sống một cuộc đời mới. Thấy sau lưng cấn cấn nhưng mà không phải có cái gì đó đâm vào, mà là anh ta phát hiện ra giờ mình có thêm hai chân nữa, tổng là có 4 chân. Thế là từ nay Chai Gian đã có thêm một danh hiệu mới, đó là kỵ sĩ bao cát. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mà vũ trang của Chai Gian thì vẫn bất biến, vẫn là một nồi lẩu thập cẩm. Tiếp đến là Athea. Athea là tướng quốc dân nên là bố chê không thèm dùng. Có Hera để đồn trú, có luôn Honda để ghép cặp đánh đồng nếu mà thiếu tướng. Quá nhiều sự lựa chọn ở đây. Là một fanboy kỵ binh thế nên là bot sẽ anti bộ binh một cách rõ ràng. Bằng chứng là ở đây bot còn rất nhiều tướng bộ binh chưa mắc, nhưng không vì thế mà bot bỏ qua một số con tướng mạnh như là Lưu Triệt, Quan Vũ, Scipio. Nói chung là tướng mạnh thì bot vẫn cứ chơi, cùng lắm là vào map KVK có bí vật thu phục chúng thành kỵ binh thế là xong, tuyển dụng là dễ. Chi tiết về Scipio thì bot đang mặc một set là 3 món talent, biểu trưng thì có 3 món level 3. Quá nhiều số 3 ở đây. Nghi vấn đây chính là lối build trang bị của phái Tam Kê trong truyền thuyết. Vũ trang thì đâu đó là 21% chỉ số cho bộ binh, có thêm một số máu tăng sát thương kỹ năng và kim loại tăng phòng thủ. Lưu Triệt thì có cố gắng mặc vũ trang nhưng mà không đáng kể. Về cung thủ thì Gia Cát Lượng đang là chủ lực mạnh nhất với 5/8 món talent. Đặc điểm nhận dạng vẫn là nhẫn và sừng. Đúng người đúng công thức thì quá mạnh mẽ rồi. Trong đó thì có cái áo biểu trưng level 3 và váy biểu trưng level 2, một bộ trang bị khá khỏe để bot kiếm kill. Về vũ trang thì bot đang có tầm 21% chỉ số cho cung thủ. Điểm nhấn có lẽ là minh văn thợ săn và sôi máu khuếch đại sát thương kỹ năng. Sau đó còn có kim loại và che chắn để tăng phòng thủ nữa. Với dàn tướng này thì Gia Cát Lượng Herman chính là sự lựa chọn sáng giá nhất, tối ưu sát thương lẫn chỉ số và debuff. Vì là chuyên kỵ nên bot cũng bỏ rất nhiều tướng cung, cái này thì anh em chúng ta có thể hiểu được. Tướng công trình thì bot đang cách ly 100% luôn, chỉ có kỵ binh mới là chân ái thôi. À đây rồi, nãy giờ check va nhưng vẫn thiếu một bộ trang bị kỵ, và để mình dò lại xem mà kẻ nào đang nắm giữ nó. Thì ra đó là Manimoto đang sở hữu một set kỵ binh thứ 5, và set này đang bị thiếu mất một cái trang sức và một cái găng tay. Chắc là bot build chưa xong, hoặc có thể là dùng cho tướng khác hiệu quả hơn. Minamoto là một kiếm sĩ với nhát chém thần sầu dùng để đánh phát đại man dợ, chứ đánh người thì thôi, chém cùn không xi nhê. Với dàn tướng kỵ binh hùng hậu như vậy, bot có thể đồn trú bằng Eleanor Zanzika hoặc là Eleanor Hera. Rally thì bot chuyển sang Justin Nesky với bộ trang bị mạnh nhất. Nói chung là mạnh thế này kiểu gì cũng ra ngô ra khoai thôi anh em ạ.
Nâng cao hơn chút thì bốt có thể biến Lưu Triệt thành kỵ binh và rally bằng Attila Lưu Triệt, hoặc là rally bằng Attila với lại con bộ binh mới chẳng hạn, hoặc kể cả là Attila Gogo cho hợp beta. Tiếc là bốt trước Gogo nhưng mà có thể mắc luôn vì bốt đang thủ sẵn rất nhiều chọc vàng. Chưa hết là bốt có thể thủ cờ cùng một lúc hai kỵ là Eleanor Hera và Zanzika Zawiga. Nhiều tướng kỵ để làm gì? Là để những lúc như này thể hiện quyền lực làm chủ của chơi, đúng không anh em? Sơ lược về Vương quốc, đây là Vương quốc 2899 đang đứng top 9 với gần 9 tỷ sức mạnh. Kỹ năng liên minh thì top 6. Bởi vì chết khá nhiều nên sức mạnh cá nhân của tài khoản này đang đứng khá thấp, mặc dù lúc mới vào map đã lên tới gần 180 triệu sức mạnh. Kỹ năng cá nhân thì đứng thứ 58, nhưng mà trong tương lai con số này có lẽ sẽ vượt trội hơn bởi vì tài khoản này rất mạnh trên Open Field. Mình nghe đầu ở xong KVK này, bot sẽ lọc mem với tiêu chí máu chiến và nhiệt huyết. Mục tiêu là Vương quốc CC cho nó nhẹ nhàng. Nên là anh em có nhu cầu ứng tuyển vào Vương quốc 2899 thì cứ mạnh dạn liên hệ anh em ở R4 đây nha. Cụ thể ở đây là Mèo hay là Snowly. Nói chung thì fan kỵ binh 200 năm là chưa đủ để miêu tả độ nguy hiểm và phức tạp của tài khoản này. Bởi vì những thứ mà mình đã sâu ở trên thì bây giờ mình xin phép bật mí giá trị của tài khoản này, đó là 8.100 anh em nha. Hồ sơ thì có vẻ hơi đều một chút, chứ nói về cái chất, cái điên và cái độc của tài khoản này thì là có thừa. Xứng đáng làm chung kỵ binh của con game này. Và các bot như là 33 hay là 24 con nga ngố, mình nói thật gặp cái tài khoản này cũng phải gọi bằng miệng. Tới đây thì video review tài khoản chuyên kỵ binh với những bộ gear chất lượng cũng đã kết thúc rồi. Nếu bạn muốn mình review những tài khoản khác hay ho và thú vị hơn nữa thì cứ tự nhiên mà comment ở dưới nha. Còn bây giờ mình là Bình Tĩnh, xin chào và hẹn gặp lại.